Xin chào tất cả các anh chị. Giới thiệu đến mọi người một cái cây địa lan nở gần tàn. Đây chính là cây xanh vai ngang. Vai của nó gần ngang tắp, lưỡi cân. Nó cuộn nhưng mà cân đối. Cái này nó không bị mất cần. Cái này chỉ còn 3 bông rồi, cái cần này nó được 7-8 bông, chục bông thì lại tàn mất rồi. Đây là cái cây tổng thể, cây xanh vai ngang. Nó chia hoa khá là đẹp. Nhưng đây chắc chỉ còn được 2 bông là đẹp thôi. Hay cái địa làn vài là ngang xanh, lưỡi của nó rất là vuông, nó không bị vặn vẹo như thanh ngọc. Thanh ngọc thường là vặn vẹo hơn đấy, hoặc là vũ, hoàng vũ nó vặn vẹo kinh. Đây là cái địa làn xanh vài ngang anh chị nhá. Cái này giá lá của nó là dạng huyền diệp, lá dài khoảng từ 40 đến có thể là 80 cm, lá to khoảng từ 2 đến 3 cm. Lá dài và hay bị cong gãy. Cong gập chứ không phải gãy, nó bị gập. Đấy, còn đây là hoa của nó. Gọi là cây xanh vai ngang. Thì có cây này có từ rất lâu rồi. Còn em thì năm nay thì mới gọi là bắt đầu làm chương trình YouTube nên là bây giờ mới quay video. Mong các anh chị thông cảm, sang năm em sẽ quay video cái cây xanh vai ngang này cẩn thận hơn để chúng ta có thể xem và cùng tìm hiểu giá trị của nó và những cái đằng sau. Còn đương nhiên hương thơm của địa lan này nó rất là thơm. Đấy. Anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và những cái kênh và những cái bài viết, bài clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những cái video khác. Còn địa lan này nó rất dễ trồng, hương thơm thì khó có thể loại nào sánh được. Nó nở vào dịp xuân. Có thể là nó sẽ nở vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng gọi là xuân lan bởi vì nó nở rất nhiều. Tết Nguyên Đán thì nó đang là mùa xuân mà. Thế nên là mọi người có thể tham khảo thêm những cái clip khác của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.